Phiên bản Toyota Corolla Cross Hybrid mới đã được trình làng tại thị trường Mỹ vào hồi tháng 4 năm nay. Giờ đây, thị trường Trung Quốc cũng đã chào đón màn ra mắt của mẫu xe Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 mới. Một điều khiến cho nhiều khách hàng nuối tiếc là Toyota Corolla Cross Hybrid không có thay đổi về thiết kế ngoại thất. Mẫu SUV hạng B này vẫn được trang bị đèn hậu LED, bộ vành hợp kim 18 in, đèn pha LED mượt mà, đèn sương mù nhỏ đặt ở hai bên hốc gió, trung tâm, lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn. Mẫu xe này có khoang hành lý 427 lít và có thể mở rộng thêm bằng cách gập hàng ghế sau của xe theo tỷ lệ 64. Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 tại thị trường Trung Quốc có tổng cộng 6 phiên bản với 3 tùy chọn màu sắc nội thất là nâu xanh ngọc, nâu đen và đen. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 453 đến 599 triệu. Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 tại Trung Quốc sử dụng động cơ khác với xe đang bán ở Việt Nam. Động cơ với khả năng tiết kiệm nhiên liệu chính là điểm nhấn của Corolla Cross Hybrid 2024 mới tại thị trường Trung Quốc. Cụ thể, hệ truyền động hybrid mới bao gồm motor điện mạnh 112 mã lực kết hợp với động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 2 lít, 4 xi lanh có công suất tối đa 150 mã lực. Màn kết hợp này cho phép hệ chuyển động sản sinh ra tổng công suất 195 mã lực tăng 6% so với trước và mô men xoắn cực đại 196 Nm. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là điểm cộng mà hệ chuyển động này trung bình 4 lít rưỡi cho 100 km. Bên trong cabin, Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 được trang bị màn hình trung tâm dạng cảm ứng, có kích thước 10.25 in hỗ trợ Baidu CarLife, Life, Apple CarPlay và Huawei Hika cụm đồng hồ là dạng kỹ thuật số với kích thước 12.3 in. Ngoài ra, xe còn có các tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hệ thống định vị dẫn đường và ra lệnh bằng giọng nói. Toyota Corolla Cross Hybrid được trang bị gói công nghệ trợ lái nâng cao T-Pilot để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Gói T-Pilot này bao gồm 8 công nghệ an toàn chủ động ADAS như nhận diện biển báo giao thông, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, hệ thống cảnh báo dừng khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ lái chủ động, hỗ trợ bám làn đường. Chưa dừng ở đó, Corolla Cross Hybrid 2024 còn có hệ thống kết nối viễn thông Toyota Connect và khóa kỹ thuật số, cho phép người dùng thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh để mở cửa khóa cửa xe.